Xin chào mừng các bạn đến với kênh của Sâu Sóc TV ha, kênh về cuộc sống gia đình, cuộc sống của bé ha. Hôm nay gia đình mình có tin vui là mới nhận được một thùng quà Tết siêu to khổng lồ của bà ngoại Sâu Sóc gửi cho nữa nè. Thùng này thùng quà từ Mỹ mới gửi bà tiếp. Nên bây giờ Sâu Sóc sẽ khui ra xem có quà Tết của bà ngoại mua cho hai các bé là những cái gì nha. Rồi. Kẹo. Mà khoan giữa. Bên này chưa gửi hả bố? Rồi gửi chút chưa. Rồi chúng ta nguyện kéo nguyện rồi. Cái này cho sâu chúng ta đi. Quẩy. Đâu chúng ta đậu. Cái cà. Đậu con. Úi sao bị đậu. Rồi. Có bao chị Hồng cho. Rồi khoan chờ. Ừ. Ê. Che camera không? Sóc qua đây, bố. Camera là cái gì bố? Đó, quay phim nè. Quay phim hả? Cháu nè. Qua hả bố? Có cái gì kìa? Đây là cái miếng lót. Đây là đây. Wow. Shit. Giấy này là giấy vận chuyển, là giấy Đại Nam Cargo, là bên hãng vận chuyển của bên San Jose á. Rồi, bắt đầu mình coi xem có gì nha. Còn cái gì mà lắm với ta? À, cái này là cái gối của bà ngoại gửi cho bố mẹ Sâu Sóc. Mở ra chúng nó tung lắm rồi, hèn chi cái thùng này nó to quá. Rồi, đúng rồi. Cái này cái gối nha. Thôi bỏ qua bên đi, không phải quà của các bạn. Rồi, để bố xem coi. Wow, đây là hạt dẻ, hạt gì đó đúng không? Nè, dẻ bánh kẹo kìa. Trời ơi, chạy rồi, tâm được bánh. Thiên chạy. Cấm. Quậy quá. Coi các bạn nhỏ nhoi vô nè các bạn. Này là chocolate hả? Chocolate là gì lạ quá các bạn ơi. Cái này mình phải tìm hiểu xong, mình sẽ review sau cũng được. Cái đó là cái đèn đúng không? Đây là đèn đọc sách nè. Hôm bữa cơ ngoại đó có kẹt. Cái này là Tết là ăn hạt dẻ là được rồi nè. Trời ơi, khui ra kìa. Rồi khui chất lên cho kìa. Trời ơi. Hạt dẻ tiếp. Trời ơi, hay quá cha. Rồi bắt đầu tìm để chất nữa nè. Sao được. Thuốc bổ. Sao cái đó là cái gì mà con ném đây? Đưa vô bố. Bố xem đã. Đây đưa bố. Bố xem mà. Quà là gì nữa? Trời ơi, chưa có dịp giới thiệu vậy đó, hai bạn đó đã tung hoành nữa rồi. Nè. Bố. Rồi, cũng giống như hạt mứt vậy đó. Mà có mật ong nữa. Bố. Cái gì con? Rồi. Hút bổ nè. Đồ này mấy đồ này là ăn Tết được nè các bạn ơi, để mời khách nè. Này đồ thuốc bổ. Rồi mấy đồ thuốc bổ này mà chưa thấy giới thiệu gì hết. Từ từ của xem thôi. Trong kia cái này là khoai mấy loại khoai sấy nè. Potato nè. Taro gì đây nè. Cái gì vậy đồ bổ? Trời ơi. Đồ này là mấy giờ này cũng là gọi giống như gọi là mình gọi là mứt Tết đi. Mứt. Xem. Cũng giống vậy. Nè, wow, bố có bà trồ của con của ai nè. Cái này là của em Sóc rồi. Đôi giày chú chó của hộ. Báo chay nè, bạn chay nè, màu xanh nè, đúng không? Rồi, con xem có không? Này chắc của con hả? Con Sóc còn thấy buồn rồi. Chơi chú chó của họ mà màu xanh là chó này là của bạn Sóc rồi nên có vẻ Sâu hơi buồn. Sâu cũng thích chó của họ lắm mà Sâu thích Sky với Rubble. Mình thích quá hả? Chừng nào ngoại thấy rồi ngoài sẽ tìm đôi nào đây. Ôi con nhìn không biết đâu của con nè. Ôi ninja đùa nè. Ra rùa cái gì vậy? Đâu ra rùa của một cái vậy luôn.
À, nó lẫn đâu nữa rồi, tìm đi. Con mới thèm ăn. Đây nè, đây nè. Wow. Wow, cái này là gì con biết không nè? Rong biển. À, đúng rồi. Vậy này là ngoại gửi cho anh xin nè. Rong biển, rong biển. Ở đây rong biển nè. Má, cái gì vậy? Má, có đôi giày nào? Có đôi giày nào cho con hết hả? Tại đây, hôm nay chủ yếu ngoài gửi về đồ đồ ăn Tết rồi. Trời ơi, cái này là mời luôn á. Dạ. Bao nhiêu hoa quả của con? Ôi. À, bữa dạng ngoại đó nói ngoại đợt đi du lịch mất hết trơn rồi. Cái này là xe đồ chơi quần sóc nhưng mà để mới gửi về nữa. Nghe rồi kìa. Để nghe đứa nào mà đi chơi á mà sóc quậy quá sếp mình sẽ lôi ra để dù quần sóc. Bữa đi ngoại gửi về một đợt rồi mà đi resort chơi rồi sóc để quên ở resort luôn rồi. Có đèn kìa đâu luôn. Chơi có đèn hả? Để bố xem rồi. À, bóp hả? Hay là ở đây sáng hả? Đẹp quá ha. Đi dặm là nó sáng. Đó. Rồi, đây mới là của con nè. Wow. Có đôi giày bóp cho mà. Đợi bố cho con gái đi mấy đôi này đẹp không? Mặc đầm không anh mới dặm. Đầm mà đi bố bóp cho anh chi. Để ngoài tìm bố bóp cho Robo hay là Sky nha. Sky ơi. Chứ con gái là phải Sky chứ. Giày, giày của giày này đi Tết hả? Màu đen hả? Ủa, sao lắm bô có trồ vậy? Mà có bị gửi lầm không? Coi hai sai coi rồi có gửi cho ai nữa không? Y chang nhau không rồi? Trời trai, xíu ăn. Wow. Ủa, giờ gửi cho bố. Ủa, bố không biết nữa. Cái đồ giày gì gửi cho bố? Rồi, giày này cho em sóc lên đồ đẹp nha. Ủa, có đôi giày bóp trồ con không? Không có buồn rồi đúng không? Ngoài chưa thấy. Không có hai cái buồn. Ừ, bố chưa biết nữa. Nó là gì? Sô cô la nè, nhưng mà nó sô cô la là gì mình không biết nữa. Cũng có đèn hả bố ơi? Chạy. Rồi cái này biết cái gì luôn nè. Cái này giống như bánh mà hôm bữa đồ chơi của cô ba gửi về nè. Chắc là cậu ba gửi về cho bố sưu tầm hay cho bố bố bán quá. Đây là đồ chơi mô hình mà những cái con thú những cái người mà đấu đồ vật đó Smackdown gì đó. Nổi gì vậy trời. Cái này ai trong giới chơi là khoái lắm, khoái sưu tầm mấy con này lắm. Nè cái này là chiếc bút hát gì nè. Đồ mấy mấy người đấu vật nè. Đây là cái này là đồ chơi đồ sưu tầm. Sưu tầm mà bố. Wow, mấy con thú đẹp quá nhưng mà tụi con không chơi được. Cái này để bố cắt đi, bố hỏi. Để hỏi lại cậu ba, cái này để hỏi là cậu ba. Còn cái này là gì nữa? Đâu à. Thuốc bổ ha, thuốc bổ cho cả nhà các bạn ha. Hỏi trời ơi. Qua qua đây. Rồi chắc bà ngoại gửi cho ông cố à. Quanh đây. Thuốc này là cho con đàn ông trai nè. Cái đó hả? Rồi, cái này quần đang chặt bố. Rồi, quần bố. Còn gì đây? Lấy kéo rồi. Rồi, cái mọc này mắt rồi. Phải rồi. Rồi, cậu ba coi có phải cho sóc luôn để đi theo ăn để sóc ấy. Wow, áo nào đây? Áo này chắc cho anh xinh quá à. Áo của sóc nè. Áo, áo hàng mua ở Woodville. Cái gì mà có chút xíu mới đấy rồi vậy bố? Wow, sóc. Hồi xưa sóc nhỏ khoái cái này lắm nè. Khoái xe lửa bốp hay là Thomas gì lắm nè. Thomas nè đúng không? Đấy vậy bố? Giờ nhìn nó khoái không? Tao mới đấy giờ xíu vậy bố. Tiếp tục. Áo Thomas. Sâu. Nè, 1, 2, 3. Wow. Ủa? Đẹp không? Tết là mặc là đẹp luôn. Đẹp không? Màu này phần Tết đẹp không con? Có. Có. Nhưng sao không có vui vẻ vậy đó? Đẹp quá à ơi. Bố không biết nữa, của em sóc á, nhưng mà sao to quá. Nè, tiếp tục nè. Ủa sao bố bóng trô quá không? Ủa, phải bố trô quá, hỏi hoài. Mấy đồng này đẹp quá, mà cần gì bố trô, mặc gì nhẹ nhàng nè. Trời ơi, tiếp tục xem coi. Trời ơi, coi siêu quậy kìa, ngồi môi cái
Nè, quần này cho bạn sâu quần dài nè. Phải không? Thấy của Nam phải chịu của ngoại gửi canh xanh đó. Rồi. Không biết hoài đây nữa mà. Có Nam. Sóc khoái rồi, sóc khoái chơi đó rồi. Áo sóc đẹp nè ha. Đứng dài coi, muốn xem coi. Ủa sao có vòng viết gì đây tùm lum vậy đi. Để coi cô ba gửi đó về có phải sang nhượng cho sóc không? Quá đẹp luôn. Hay là như vậy nè, trời ông đi. 90. Ủa giống này ở đâu vậy? Đây. Mày. Áo đi ra rùa nữa nè. Trời ơi, có cười không? Sóc. Măng dây là đẹp á, măng dây rùa là đẹp hơn. Cái vậy con nói gì vậy? Dây rùa. À mang giày với à mang áo rồ mang với cái đi giày rồ là đẹp luôn. Bạn sao lại nói vậy? Hai người để ý nhớ mẹ không nhớ. Mình không nhớ luôn rồi sau mấy nhớ là có đôi giày rồ luôn. Vậy là bạn sau được có hai cái đầm đẹp nè bạn ơi. Với đôi giày đen. Đôi giày đen nhưng mà đen sau thích buông bắp bắp trò. Đẹp không? Vậy này là gửi hai đôi giống nhau ra. Bạn sâu với bạn sóc cũng cuồng bôn bắp bắp trò lắm nha. Có cái mềm bôn bắp bắp trò nè. Áo có cặp luôn. Cáo nè, rồi thú nhiều bông bắp bắp trò là đồ sưu tầm có ủng hộ rất là nhiều. Rồi. Thôi, các bạn lo chơi rồi không có thu tiếp. Rồi như vậy là hôm nay là thùng quà là bên của mình. Cái này như nước giọng giỏ mắt, giỏ mắt vậy đúng không? Đúng rồi, giỏ mắt có chắc cái đó là mẹ gửi trong nội. Đó là gì? Salon bát. Là chắc gửi Salon bát cho ông cố bằng sau. Salon bát chắc cho ông cố bằng sau nè. Mấy hàng ở nước ngoài, hàng nội địa của nó dán vô thấm lắm các bạn. Mình có thử rồi. Nhưng mà cái miếng dán của nó cũng khác ở đây mình đúng không? Quái, miếng dán của nó cái... Rồi, coi như là... Đó, cả nhà có đồ mứt khô nè, hạt dẻ nè. Rồi... Sô-cô-la, bánh kẹo. Đằng sau có đầm với mấy cái đầm đẹp. Không có dầm nhiều gì bố? Bố không biết nữa. Đó, giày. Rồi, còn sóc là giày với quần áo nha. Bố có dầm nè bố hả? À, còn cái rong biển đó nè. Bật rong biển organic là mình có giới thiệu một video về rong biển rồi. Thôi tôi thùng quà. Mê quá. Ngồi gần. Siêu to khổng lồ nhưng mà chủ yếu là mấy có hai cái gối bự nên thùng hơi to. Rồi video của mình đến đây là kết thúc ha. Cảm ơn các bạn, cảm ơn mọi người đã xem video của gia đình Sâu Sóc. Hãy like và subscribe ủng hộ kênh của gia đình Sâu Sóc nhé. Thank you. Thank you. Thank you so much. It's been emotional.